Bài cầu nguyện và sám hối phiên bản mới. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Phật từ bi, cầu xin Phật gia hộ chứng minh cho con xin thiết tha sám hối những lỗi lầm, những bất thiện nghiệp sau, để kể từ giây phút này trở về sau đến vô lượng kiếp, con không bao giờ lặp lại những lỗi lầm này, và xin cho tất cả những chúng sinh khác không một ai bị những lỗi này giống như con nữa. 1. Kính lạy Phật từ bi, xin cho con thành tâm sám hối. Tội của con là những kiếp xưa con đã vô ơn, phản bội, nói xấu, đố kỵ, chê bai, hơn thua, thủ đoạn, lừa dối, chỉ trích, phản đối, trách móc, xem thường, không trân trọng lòng tốt của người, những người ơn nhân đã cứu giúp con trong vô lượng kiếp trước, để giờ đây con phải nhận quả báo. Mỗi khi con giúp ai đều bị họ quay lưng, nói xấu, công kích, trách móc, hờn giận, phản bội con. Vì gặp những người này, con mới hiểu có lẽ kiếp xưa con đã từng làm thế với những người ơn mà con lẽ ra phải tôn trọng, biết ơn họ thật lòng, tìm cách để đền ơn bằng những hành động tử tế, tốt đẹp, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ họ khi cần, khen ngợi, cảm kích, hành động tử tế, lòng vị tha của họ và bắt chước cách sống của họ để lan tỏa sự giúp đỡ cho người khác. 2. Kính lạy Phật từ bi, con xin thành tâm sám hối tội của con là những kiếp xưa con đã sử dụng những ưu thế, tài năng của mình vào những việc tội lỗi, phá hoại cộng đồng, môi trường, gây nguy hại cho người khác vì bị nhiễm những tà kiến, những hiểu lầm. Để giờ đây, kiếp này con trở lại với thân phận kém dở, ngu si, nghèo khổ, thấp hèn, xấu xí, thất bại, đau khổ. Mà lẽ ra, khi có ưu thế về tiền bạc, quyền lực, địa vị, sức khỏe, sự thông minh, tài năng, con phải dùng để phục vụ cho cuộc đời, cho chúng sanh, cho đạo pháp. Con phải làm phước, khiêm tốn, kính đáo, chia sẻ, hướng dẫn lại cho người khác cùng giỏi hơn con, để tiếp nối, kế thừa những điều tốt đẹp, tiếp tục phục vụ, cống hiến cho cộng đồng, cho đạo pháp. 3. Kính lạy Phật từ bi, con xin thành tâm sám hối tội của con. Trong những kiếp xưa, con đã sử dụng thời gian, sức khỏe một cách phung phí, vô nghĩa, ăn chơi, hưởng thụ những điều tầm thường, tội lỗi. Để giờ đây con trở lại kiếp này, khi con phát tâm muốn tìm về vô ngã, thì con phải trở lại với thân phận cực khổ để làm việc vất vả, kiếm tiền, lo cho gia đình, kiếm cái ăn, cái mặc cho cuộc sống hằng ngày một cách vất vả, khó khăn, đầu tắt mặt tối, không có nhiều sức khỏe để phụng sự cho đời, cho đạo, cho người xung quanh con, mà còn bị tổn phước hơn khi làm gánh nặng cho họ. Lẽ ra con phải dùng thời gian một cách thích hợp, từng giây phút, đúng với từng việc, có ích từng giờ, như rèn luyện khí công, nội lực, để có sức khỏe dẻo dai, ít bệnh, để không phiền người khác chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho con, để con có sức khỏe, chăm sóc lại cho người khác, để con sống có ích, để tạo phước, giúp đời, giúp người, cống hiến cho đời, cho đạo, hộ pháp. 4. Kính lạy Phật từ bi, con xin thành tâm sám hối nghiệp cô độc mà con đã gieo từ vô lượng kiếp trước cho đến nay. Con xin hối hận, biết lỗi và sám hối. Những lúc con có người sống cùng con thì con đã khắt khe, khó chịu, chỉ trích, lớn tiếng, tranh luận, chấp ý của con trước những lỗi của người con không chịu được mà đã lên tiếng chỉ trích, chỉ vì con còn bản ngã, vì chính con cũng còn ích kỷ, tự ái nặng nề mà không sẵn lòng từ bi, bao dung,
tiếp tục im lặng để âm thầm cầu nguyện, cảm hóa người và tích cực vun bồi thêm phước lành, tiếp tục thương yêu và mong người hết lỗi lầm, vì chỉ có phước mới giúp con cảm hóa được người mà thôi. Bên cạnh đó, cầu xin Phật gia hộ cho con dũng cảm dấn thân để hỏi thăm, giúp đỡ, chăm sóc những người neo đơn, cô độc. Xin cho con đủ từ bi, đủ kiên nhẫn để yêu thương giúp đỡ họ thoát nghiệp cô độc, sống một cuộc đời phụng sự có ích, hiểu và thực hành theo chánh pháp, để một kiếp nào đó họ sẽ đạt được sự vô ngã, độ sanh đền ơn Phật. 5. Kính lạy Phật từ bi, con xin thiết tha sám hối, cầu xin Phật gia hộ cho con đời đời kiếp kiếp được tu tập chân chính đúng con đường bát chánh đạo. Xin Phật gia hộ cho con được thuận duyên, làm được thật nhiều công đức lành, giúp được thật nhiều người về vật chất, về tinh thần cho đến tâm linh giác ngộ, từ kiếp này cho đến vô lượng kiếp về sau. 6. Kính lạy Phật từ bi, con xin thiết tha cầu xin Phật gia hộ cho con đời đời kiếp kiếp, khi sinh ra sớm gặp được chánh pháp, chân sư, sớm biết tu tập thiền định đúng phương pháp, tứ niệm xứ mà Phật đã dạy. Dù con có mất đi tất cả, nhưng xin cho con không bao giờ quên mất công phu tu tập thiền. Trong vô lượng kiếp, con đều phải nhớ tu thiền theo lời Phật dạy, và khi tái sanh phải sớm quay lại tu tập trở lại. 7. Kính lạy Phật từ bi, có những lúc con khởi những ý nghĩ xấu, như muốn bỏ mặc người theo nghiệp xấu của họ, hoài nghi, nghi ngờ đạo đức của người, oán trách người đã không cố gắng hơn nữa để vượt lên, trách người đã lợi dụng con quá đáng, trách người đã cư xử phản bội tệ bạc với con, trách người đã không biết ơn con, trách người đã nói xấu con, nói sai về con, trách người đã không tử tế đối xử công bằng với con. Con đã luôn trách tội người khác, đổ lỗi, chỉ trích lỗi của người, mà tất cả những ý nghĩ đó xuất phát từ sự chấp ý của chính mình. Con đã không tìm hiểu kỹ đầu đuôi sự thật, con đã không kiểm chứng mà vội tin. Tất cả do con ỷ lại vào sự phán đoán, suy nghĩ của mình. Con thật ngu dốt. Khi con trách người là do tâm tự ái của con còn quá nhiều, chiếm hết tâm hồn con lúc đó. Mà tâm tự ái là ngọn của tâm kiêu mạn, của tâm chấp ngã sâu dày. Con là một chúng sinh đầy tội lỗi mà lại đi chỉ trích lỗi của người khác. Con thật quá kiêu mạn, con không đủ tư cách. Con xin thành tâm sám hối tội này, cuối xin Phật gia hộ cho con từ nay diệt trừ tận gốc tâm tự ái, tâm chấp ý, chấp thân, chấp ngã của con, và mong cho các chúng sinh khác cũng biết sám hối để tránh được lỗi này. 8. Kính lạy Phật từ bi, con xin thành tâm sám hối tâm tham vọng ngấm ngầm của con. Dù không nói ra, không bộc lộ rõ ràng, nhưng con thường mong muốn những điều quá cái phước của mình. Vì quá cái phước của mình nên con bị áp lực, mệt mỏi, và con không giữ được tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng. Con không giữ được chánh niệm vì tâm còn nhiều vọng tưởng loạn động, mà chính tâm loạn động sẽ làm tâm con có kẽ hở để tâm của ác ma dễ bám vào điều khiển. Đó cũng là một cái tội rất nặng của một người đệ tử Phật chân chính. Vì theo lời Phật dạy, người đệ tử Phật phải biết thân vô thường, tâm vô thường, cảm giác cũng vô thường, và thế gian là tạm bợ, không được chấp giữ, không được ham muốn điều gì ngoài việc tu tập hướng về vô ngã. Và trong từng ý niệm luôn giữ chánh niệm tỉnh giác, giữ được nội tâm thanh tịnh, không vọng tưởng, không chấp ý, không tham vọng, không mong cầu cho riêng mình,
Cuối xin Phật gia hộ cho con luôn biết buông bỏ ý mình, sống bằng ý người xung quanh, buông bỏ tham cầu mà tùy duyên biết đủ, nhưng phải cố gắng vì người khác, vì đạo pháp. Xin cho con không còn sống cho mình nữa, không còn mong cầu điều gì cho riêng con nữa. Từ nay đến đời đời kiếp kiếp về sau, con luôn sống như thế. 9. Kính lại Phật từ bi. Xin Phật gia hộ cho con biết nói không khi cần thiết, biết cứng rắn trước điều sai với luật nhân quả, sai với đạo đức, những điều xấu sai lầm. Xin cho con biết cứng rắn ngăn chặn ngay từ đầu. Xin Phật cho con có trí tuệ để biết chính xác lúc nào cần cương, lúc nào cần nhu, mà cư xử với người hợp lý, chuẩn xác ngay từ giây phút đầu tiên con gặp người. Để tránh cái lỗi con hay dễ dàng với người từ lúc đầu, rồi sau khi người bộc lộ lỗi lầm thì con không im lặng được nữa, mà chỉ lỗi, nói lỗi của người một cách thẳng thắn, chi tiết, cũng làm cho người thất vọng, hụt hẫng, hiểu lầm, nghĩ sai sự thật. Con thì mất sự từ bi, bao dung. Con cầu xin Phật cho con hết được cái ngu này. Con biết cư xử không phân biệt, nhưng luôn yêu thương một cách trí tuệ hơn, sâu sắc hơn, để có lợi cho người nhất về lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.